em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop Bát Cứng. Thì tối rồi, bây giờ là tầm là 1 giờ phi rồi nha mọi người. Trời ơi, thông báo với mọi người đã là 1 giờ phi nha. Và công việc của em đã làm xong hết rồi. Tiếp theo đó là công việc làm đẹp của em mỗi ngày. Thì đây là cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da collagen tươi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà em ưa thích và hầu như là tối nào cũng phải đánh để cho da của mình đẹp, để da mình trắng sáng đó. Thì rất là nhiều chị em hỏi em ơi, da em trắng sáng. Thì ngày nào em cũng giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm này. Thì hôm nay em sẽ test trực tiếp cái dòng sản phẩm này lên cái da của em, cũng như là để cho mọi người cảm nhận được cái dòng sản phẩm này tốt như thế nào. Tại sao tối nào, ngày nào cũng như là sáng nào cũng sử dụng dòng sản phẩm này nha. Đó, thì đây là dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da BC Cosmetic. Đây, thì mọi người thấy không, BC Cosmetic nè. Đó, ở trên này cũng có nè mọi người. Đây là dòng sản phẩm kem dưỡng mà gọi là quyến rũ toàn thân. Trời ơi, sức là nó thơm lắm nha mọi người, nó thơm dễ mang luôn. Mà khi mà mình không sức, mình cảm thấy mình rất là nhớ tới cái mùi hương này, thơm lắm nha. Nó sẽ không hề gắt nè, nó sẽ không làm cho chúng ta khó chịu, cũng như là cái mùi hương này á, nó dễ chịu lắm. Đối với những chị nào mà hay kích ứng về mùi hương, mặc dù hay kích ứng nhưng mà khi mà sử dụng hoặc là khi mà ngửi thấy cái mùi hương này, trời ơi nó dễ chịu làm sao. Và đặc biệt là nó sẽ giúp cho cơ thể của mình ấy có cái một mùi hương thơm quyến rũ, là một cái làn da trắng sáng như mong đợi. Thì đây là dòng sản phẩm mà rất là thích hợp cho mọi loại da, không hề gây kích ứng da, không hề gây bít tắc lỗ chân lông, cũng như là giúp da của mình trắng sáng một cách hiệu quả sau 5 đến 7 ngày sử dụng. Và em cam kết những chị nào mà đang sử dụng cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da BC Cosmetic này, hầu như 100% tất cả các chị em đều ưng ý, cũng như là khi mà sử dụng dòng sản phẩm kem dưỡng BC Cosmetic này thì hầu như là nó sẽ đánh đổi đi tất cả những dòng sản phẩm khác. Bởi vì mình sử dụng những dòng sản phẩm khác ấy, sử dụng hoài luôn không trắng, nhưng mà sử dụng cái dòng sản phẩm này trong vòng 5 đến 7 ngày, nó sẽ cải thiện làn da, cái độ mắc cúp của da rất là tốt nè. Thứ hai là nó sẽ không bị lem trôi nước. Thứ ba là mùi hương thơm quyến rũ, siêu quyến rũ luôn. Có thể là quyến rũ đối với những người khác giới nè, quyến rũ ông xã của mình. Chỗ cái mùi này á, hầu như là tất cả các anh chị em đều thích luôn nha mọi người. Chỗ ngửi thấy cái mùi là biết là sang trọng quý phái rồi nha mọi người. Nè, khi mà mắc cúp lên da mọi người thấy không, hai cái làn tay khác nhau hoàn toàn luôn. Nên á, khi mà mình đi ra đâu ra đường á, ví dụ như mình đang mặc một cái váy bẹt vai ra đi, lỡ mình bẹt vai ra, trời ơi, cái vai mình đang thui đúng không, mình đánh lên một lớp đó, đánh lên một lớp vừa tán ra, trời ơi nó trắng sáng. Và đặc biệt á, khi mà mấy chị mà đánh lên hàng ngày á, thì cái vùng cổ, da cổ của mình nè, nó trắng và nó mịn lắm nha mấy chị. Nó trắng, nó mịn. Và khi mà mình mặc những cái áo mà ví dụ áo dây, hoặc là áo những cái áo mà kiểu trễ vai, hoặc là những cái áo mà có cái độ mà sexy một xíu ấy, thì nó cực kỳ xinh luôn. Mọi người chỉ cần là trang điểm khuôn mặt thôi, và sau đó là mọi người cái tay chân body là không cần phải là mất cúp thêm bất cứ một cái điểm nào nữa hết. Bởi vì cái dòng sản phẩm này, kem dưỡng trắng da body collagen tươi, nó sẽ bổ sung những collagen tươi cho da, giúp da của mình gọi là nó sẽ căng hơn, mịn hơn, mướt hơn. Và đặc biệt là cái kiểu bề mặt da của mình nó kiểu nó bóng loáng, nó rất là xinh xắn luôn nha mọi người. Thì ai mà chưa sử dụng cái dòng sản phẩm kem body collagen tươi này thì đây là một cái dòng sản phẩm gọi là siêu hot và được rất là nhiều chị em trong và ngoài nước đang sử dụng cái dòng sản phẩm này. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm không hề gây hại cho da, không hề có một chút bào mòn da, được Bộ Y tế cấp phép kiểm nghiệm cho lưu hành sản phẩm nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ uy tín trên thị trường. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng để mua về sử dụng như thế nào, để xem được cái chất lượng kem như thế nào, để xem được cái làn da mình trắng sáng như thế nào nha. Thì đây là một dòng sản phẩm hot hit trên thị trường và được rất là nhiều chị em hot girl đang sử dụng. Hãy nhanh tay đặt hàng. Hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhất có thể nha. Mọi người có thể là nhập sĩ dòng sản phẩm BC Cosmetic qua số điện thoại Zalo là 0933 766 739, hoặc là mọi người có thể làm đại lý nè, làm nhà phân phối, hoặc là làm nói chung là mình mua về mình sử dụng, cũng như mua về mình bán lại, thì hãy nhanh tay liên hệ sớm cho bên em để được đặt hàng, để được sở hữu một dòng sản phẩm siêu phẩm body như thế này nha mọi người. Hãy nhanh tay đặt hàng để có một làn da trắng sáng như mong đợi nha. Trời ơi, khi mà đánh lên là mọi người thấy không, cái chất kem nó lính vào da luôn, và nó không hề gây là bít tắc lỗ chân lông, nó giúp da của mình mượt mịn. Và nếu mà mình có mặc đi những cái bộ đồ mà thường là những cái dòng sản phẩm kem body á, mọi người khi mà mặc lên những bộ đồ màu đen hay bị dính kem nè, hoặc là những cái bộ đồ màu đỏ, trời ơi dính kem, trời ơi lỡ mà đi vô một cái bữa tiệc nhìn thấy kem mà dính vô cái đầm, trời ơi nhìn nó kỳ lắm nha mọi người. Nên mọi người nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm nó có độ mắc cúp như thế này. Và khi mà mình đụng nước nó sẽ không bị trôi nước, khi mà mặc những cái bộ quần áo nó sẽ không dính lem vào trong cái quần áo của mình đó. Thì mọi người nên sử dụng dòng sản phẩm kem body collagen tươi này để giúp da của chúng ta khỏe hơn, giúp da của mình đẹp hơn, và giúp cho da của mình được tự tin hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy nhanh tay đặt hàng để có một làn da trắng sáng như mong đợi nha. Bye bye mọi người. Đây là một dòng sản phẩm gọi là kem body trắng da cấp tốc cao cấp nha mọi người. Bye bye. Hello, xin chào mọi người nha. Đây là cái Facebook chính thức của bên em là Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm nha mọi người. Bên em có số điện thoại hotline nè, mọi người có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0355 838057 để được đặt hàng nha.
Facebook Trần Thị Alice nha mọi người. Đây là cái Facebook chính của bên em về tất cả các dòng mỹ phẩm nha. Mọi người có thể là lướt xuống dưới này nè. Đó, để xem rất là nhiều dòng hàng bên em đang được đăng tải cũng như là bên em hàng đi hàng ngày nha mọi người. Rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mọi người có thể xem trực tiếp trên cái Facebook của bên em là này, hoặc là xem qua cái trang Bayer của bên em nha. Ôi, xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì mọi người ghé qua cái mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng là cái tên cái trang Bayer của em. Mọi người nhấn giúp em một cái lượt thích trang nha mọi người. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống dưới này nè, để xem những dòng sản phẩm tại shop bên em đăng tải. Cũng như là chị nào mà muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với chúng tôi hoặc là nhắn tin vào Messenger này. Mọi người sẽ kích vào và nhắn tin cho shop anh em để có người tư vấn và hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Hello, xin chào mọi người.